đầu tiên đó chính là mình mặc đồ gì cũng không sợ bị xấu nữa, không sợ bị chật nữa. Và trước đây thì Quân hay mặc đồ oversize để mình che đi thân hình nó hơi quá cỡ của mình đó. Cho nên là bây giờ thì Quân chấp hết tất cả các loại trang phục. Và hôm nay mọi người thấy là Quân cũng đã dám mặc những cái bộ đồ mà nó hơi khoe cơ thể mình một tí. Và nhất là Quân cảm thấy khỏe hơn, người mình nhẹ nhàng hơn và ngủ ngon hơn rất là nhiều. Quân đã dành cả thanh xuân của mình để giảm cân, bởi vì vóc dáng của Quân thì luôn luôn cứ trồi sụp vậy đó mọi người. Và mỗi lần quay MV thì Quân phải luôn ở trạng thái đó là phải giảm cân gấp, cho nên là làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là stress. Và cho nên là Quân quyết tâm phải lột xác. Quân có một người bạn rất là thân và rất là nổi tiếng, Quân nghĩ chắc các bạn cũng biết, thì đã nhờ có BodyK và sở hữu một cái vóc dáng rất đẹp và khỏe khoắn, cho nên là mình cũng gọi là đua đòi, mình tin tưởng mà mình thử. Quân cảm giác giống như là BodyK sinh ra để vừa khích với lịch trình của Quân vậy. Ngồi trên xe đi diễn hay là đi quay thì chỉ cần lắc một bình như thế này thôi là Quân đã có thể là có đủ năng lượng để có thể là thực hiện cái buổi diễn và buổi quay của mình rồi. Và uống ở đâu cũng được hết, cũng không phải lo là mình sẽ ship đồ ăn như thế nào. Và có một điểm mà Quân phải cho 10 điểm đó chính là uống rất ngon. Khi mà đến phòng gym thì Quân cũng cảm thấy là mình phải không cần phải tập quá nhiều và tập nặng như trước đây nữa, và chỉ cần tập vừa đủ thôi. Không biết từ khi nào BodyK đã trở thành một phần ở trong cuộc sống của Quân. Quân ngủ sớm, ngủ ngon hơn và lúc này cảm thấy yêu đời hơn. Và chuyện giảm cân với Quân nó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Chính là thực phẩm thay thế bữa ăn BodyK Meal Replacement, vị cà phê và rất là nhiều dinh dưỡng, ngon miệng và rất là tiện lợi. Ngoài ra thì Quân còn có một cái Quân rất thích nữa, đó chính là cái giúp hạn chế hấp thu chất bột đường và giúp giảm mỡ cơ thể, Nutrilite CV Plus và Nutrilite Green Tree. Có BodyK, quản lý cân nặng dễ bắt đầu, dễ thực hiện và trong mỗi nhạc.